Chào mừng mọi người đã quay lại kênh ăn vặt khám phá USA của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng những cái trung tâm mua sắm như là Walmart, Best Buy, xem tình hình trước những ngày Black Friday như thế nào. Sau đó mình sẽ đi vào review từng sản phẩm, những sản phẩm nào đáng mua và nên mua dịch và được giá tốt nhất trong một Black Friday năm nay nha mọi người. Ở đây TV nó để rất là nhiều. Mình nghĩ giá sẽ giảm rất là mạnh trong một Black Friday này nên ít có người nào mà sẽ mua TV vào thời điểm này. Kế tiếp đó là chỗ bán laptop. Thì mình thấy mình đi dạo một vòng laptop thì không một bóng người, rất là vắng, toàn là những cái mặt hàng trưng bày thôi. Kể cả cái chỗ mà bán mấy đồ dụng cụ, tai nghe này nọ cũng không có ai mua hết. Đó, những cái laptop, những cái desktop để bàn rất là vắng người, vắng khách. Kế tiếp là mình sẽ đi dạo Best Buy một vòng xem tình hình như thế nào. Đây là cái showroom của Apple. Thì cũng giống như bên Walmart, không có ai hết, toàn là những mặt hàng trưng bày thôi. Apple đủ trong Best Buy mùa này nó giảm giá iPad mini với lại một số sản phẩm như là iPhone này nọ. Kế tiếp là khu laptop và desktop thì tình trạng cũng ế thơi thảm như bên Walmart. Giá thì trên trời, người mua thì không có. Những cái đồ dụng cụ, accessory cũng vậy. Đó mọi người thấy không? Không có ai hết. Walmart với Best Buy rất là vắng người trong thời điểm mà trước Black Friday với Thanksgiving. Mình nghĩ là người ta đang chuẩn bị mua để dành vào lúc mà đúng Black Friday. TV bên Best Buy thì có nhiều mẫu mã phong phú đa dạng hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vào review từng sản phẩm nào mà nên mua trong một Black Friday năm nay nha mọi người. Sau khi dẫn mọi người đi tham quan một vòng những cái ngày mà trước khi Thanksgiving Black Friday như thế nào, thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng chỗ, từng địa điểm mà mình có thể săn được những cái hàng rẻ, giá tốt nhất tại thời điểm bây giờ Black Friday 2018. Bây giờ mình sẽ vô trước Best Buy. Thì mọi người thấy vô Best Buy là nó thay vì mà vô store của nó mình phải coi từng giá một, hay là giống như là mình phải tìm cái từ cái giấy banner quảng cáo của nó, thì mình sẽ vô thẳng website của Best Buy luôn. Thì trong đây mình sẽ tìm cái deal của Black Friday đây. Thì đa số người ta vô Black Friday á, người ta vô Best Buy người ta sẽ mua ở Best Buy người ta sẽ xếp hàng, người ta mua chủ yếu là TV với lại đồ của iPad với lại MacBook. Thì mọi người thấy mình sẽ review lại cái deal ở bên Best Buy như thế nào. Cái deal bên Best Buy trong ngày Black Friday. Đây. TV Toshiba 43 inch 129 đồng. Đây mọi người. 4K USD TV, giá rất là rẻ nha mọi người, chỉ có 129 đồng tính là tiền ở Việt Nam và chắc cũng 3,5 triệu là cùng 3,5 triệu mà được cái TV 43 inch, quá rẻ. Còn cái Samsung 65 inches, để mình coi giá này thường thôi, đây, rất là đẹp nha mọi người, đó. Siêu phẳng, siêu mỏng. Thì giá của nó là, giá bình thường của nó là 799 đồng 800 đồng. Thì Black Friday nó còn 600 đồng, thì nó sẽ giảm hơn 200 đồng cho mọi người. LG cũng vậy luôn, LG 70 inch. Wow, 70 inch mà chỉ có 700 đồng, 700 đồng. Giá ngày thường là 1.000 hay nó giảm còn 700 đồng là nó giảm 300 đồng cho mọi người. Khi mà mình vô Best Buy giống như là cái siêu thị điện máy vậy đó, thì đa số đây nó bán những đồ điện máy, TV, máy lạnh, nói chung là đầy đủ hết. Được nói chung về điện máy, game, rồi máy tính này nọ, iPad này đây. Mình nghĩ nhiều người sẽ tìm mua iPad mini hay là iPad là thường. Thì iPad mini 128GB nó giảm từ như 400 đồng nó giảm còn 250. Đây cái iPad mini.
giá bình thường là 400. Black Friday nó sẽ giảm xuống còn 250, đây là một cái deal khá hời. Mà mình thấy cá nhân mình thấy năm nào iPad mini 4 nó cũng giảm xuống giống vậy đó. Đó là một những cái deal mà nổi bật của ngày Black Friday ở Best Buy. Là TV, đa số mình vô Best Buy hay là mọi người vô Best Buy người ta sẽ mua TV với lại đĩa game rồi máy tính hay là máy máy tính bảng. Mình sẽ tiếp tục review coi nó còn cái deal nào đặc biệt hơn nữa. Đó, mình nếu máy tính thì mình thấy cái thằng này thì nó ok nhất. Nó không có cấu hình nó thì cũng bình thường nhưng mà cái giá giảm của nó là tới 360 đồng. Đây còn mình còn nhiều còn những deal nào mà nó hấp dẫn nó không? À game, nếu như mọi người thích đam mê gì game hay là Xbox hay là PS4 á, thì đây là một dịp rất là tốt để mà mọi người mua game nha. Những cái đĩa game thông thường giá trị trên 50-60 đồng á, bây giờ nó giảm còn 30 đồng thôi. Đây, như là basketball hay là bóng rổ, đá banh này nọ nó còn có 30 đồng thôi. Đây là nguyên cái danh sách game của nó. Thì game á, thì mình có tham khảo bên Walmart thì nó giá nó còn tốt hơn đây nữa. Vô Best Buy chủ yếu là mình mua TV với máy tính bảng đó, còn những cái khác á, thì bình thường những chỗ khác thì nó cũng giảm giống vậy thôi. Đây thấy không mọi người, rất là nhiều TV cho mọi người lựa chọn. Đó rồi điện máy loa giá cũng rất, nếu bản thân mình nếu mình lựa chọn thì mình sẽ mua loa thì Bose nó tốt nhất rồi nhưng mà trong đây nó không có giảm. Nói chung vô Best Buy á, là mình thích mua Black Friday là TV với lại mấy cái đồ máy tính bảng này nọ. Ok xong một cái review ở Best Buy, bây giờ mình sẽ qua bên nếu mà mọi người mà thích mua đồ mà giống như là đồ mà quần áo hay là nồi niêu xoong chảo đồ trong nhà bếp này nọ thì mình nghĩ Macy sẽ là một lựa chọn trong ngày Black Friday. Mình sẽ coi mình sẽ review cái deal Black Friday ở Macy như thế nào. Quần áo à, để coi nếu mình là tại mình là nam thì mình không biết đồ của mấy bạn nữ như thế nào, mắc hay rẻ, nhưng mình sẽ review đồ của về phía nam nha. Mình nghĩ đồ nữ thì nó cũng mình thấy giá nó là ok, giống như 200 đồng mà nó giảm phân nửa giá luôn. Rồi khăn tắm này nọ, dầu thơm nữa, đồng hồ, nói chung là Macy thì quần áo rồi đồ dụng cụ trong nhà bếp hay là nhà tắm rồi giường này thì nó cũng giảm giá rất là mạnh nhưng cái ngày Black Friday này. Ok bây giờ mình sẽ vô mình nghĩ đồ kitchen đồ nhà bếp thì nhiều người sẽ quan tâm, mình thấy mọi người quan tâm nhiều nhất cái deal này air fry. Một trăm đồng nó giảm còn 60 đồng, giảm 40%. Đây là mình nghĩ đó là giá rất là ok nha, là vừa nướng rồi vừa chiên được luôn, rất là hữu ích. Mình thấy không, Black Friday special chỉ có ngày Black Friday giá đặc biệt thôi. Đây như một lựa chọn tối ưu cho các bà nội trợ hay là cũng những người mà thích ăn đồ chiên đồ đồ nướng này nọ. Tiếp tục. Đây sẵn đây nó có mấy cái ra chảy dừa nè mọi người, bấm vô coi coi. Ba trăm ba mươi lăm đồng thì giảm còn 133 đồng, giảm 60%, giá rất là ok. 120 đồng giảm còn 50 đồng, 48 đồng.
cũng rất là ok nha. Mình không biết là giá trị thật như thế nào, có thể là giá nó trước đó cũng giảm nhưng mà bây giờ nó giảm mạnh hơn thôi. Go quần áo nam. Này nó có bán áo vest, quần áo, quần lót này nọ đó, đầy đủ, đầy đủ mọi thứ luôn cho mình lựa chọn. Đây như quần lót nam nó giảm phân nửa giá, còn 24 đồng, 40 không, 40%, 42 đồng, giảm còn 24 đồng. Giày dép giảm phân nửa giá luôn nè. Trong Macy chủ yếu nó người ta vô đây người ta mua quần áo nam, người ta mua đồ polo. Polo ở đây cũng rất là nổi tiếng, đặc biệt là trong Macy. Đây cái áo sơ mi tay dài này một cái 20 đồng mọi người. Đó, nói chung Macy là về đồ quần áo rồi đồ trong nhà nội thất này nọ thì giá rất là ok. Bây giờ mình sẽ qua cái một cái nơi mà thứ hai mà mình khá là ưa dùng và lựa chọn, đó là Walmart. Thì mình sẽ coi Walmart cái đặc sắc nhất của Black Friday năm nay là cái gì. Đây thấy cho mọi người vẫn là TV. TV lúc nào cũng là một cái giảm rất là mạnh trong ngày Black Friday, hết chỗ nào cũng vậy hết. Đây cái TV 40 inch, cái hiệu này mình nghĩ là nó không có nổi tiếng. 40 inch mà có 99 đồng. Cái này là phải xếp hàng. Còn cái PS4 Spider-Man này thì là 200 đồng. Mình nghĩ đó giờ nó cũng đã giảm 200 đồng rồi. Nên mình vô bấm vào trang khác coi nó có gì đặc biệt nữa không. Loa này thấy không, bên Best Buy cũng có bán mấy cái loa, cái bo sound bo này. Thì Best Buy là đồ điện máy thì đương nhiên nó phải bán rồi, còn Walmart là đồ chung chung thì cái gì nó cũng bán giống như cái siêu thị á. Đây thấy mọi người TV nữa là 55 inch 398 đồng Samsung. À, máy game laptop SP 600 đồng. Rồi coi. Giá này cũng tương đối thôi nha mọi người, không đến nỗi là quá mắc cũng không quá rẻ. 600 đồng so với cái máy mà như cấu hình vậy là cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết. Mình Black Friday này mình sẽ thứ nhất mình sẽ vô Walmart mình sẽ mua đĩa game. Tại vì mình nghiên cứu trong đây bán đĩa game rẻ hơn Best Buy nữa. Đây mình tìm qua cái phần đĩa game cho mọi người xem. Mấy cái di động này thì điện thoại này thì mình nghĩ lúc mà mình mở sim hay là đăng ký mạng thì nó đã có sẵn rồi, hoặc là mình có thể mua trực tiếp trong đó luôn, không cần phải ra ngoài mấy chỗ Walmart hay là Best Buy để mà mua. Hoặc là nếu những cái điện thoại nó bán ở đây đa phần là điện thoại mà cũ hay là lỗi thời này nọ thì giá rất là rẻ. Đây mọi người thấy không, cái kho mà phim hay là game của Walmart á nó đa dạng hơn là bên Best Buy nhiều. Đây đặc biệt luôn nha mọi người, mười hai đồng Walmart nha. Mấy cái game này nè 17 đồng. Những cái game nói chung là game không phải là cũ nhưng mà ý là những cái game này mình chơi ok á thì nó chỉ bán có 12 đồng. Đây mình sẽ bấm vô cái danh sách cho mọi người coi những cái game này giá mọi người thấy không, 54 đồng, 53 đồng. Bình thường đó là 59 60 đồng. Rất là cao.
Nhưng mà đặc biệt Black Friday chỉ có 12 đồng thôi, 12 đồng. Rồi mình bấm vô đây mắc hơn tí là 17 đồng. Đó, ở đây nó có mấy cái hình nè. Là mình có thể lựa những cái game trong cái hình này nó để có niêm yết giá sẵn rồi. Những cái game này á, nó sẽ quy là 17 đồng. Còn những cái game này á, nó sẽ quy là 12 đồng. Hoặc có những game trên đây á, là 25 đồng, 35 đồng. Chung rất là rẻ. Đây là thời điểm đẹp nhất để mà mua mấy cái đĩa game nha mọi người. Đó, đồ chơi này nọ thì cái đó thì mắc hay có không mắc, mà rẻ có không rẻ hơn bao nhiêu thì tùy mọi người thôi. Ok, mình túm lại cho mọi người hình dung được là cái Black Friday này mình sẽ mua những gì, mua chỗ nào để cho mọi người có thông tin cụ thể hơn. Đây là ý kiến cá nhân riêng của mình thôi. Còn giống như mọi người nào, mọi người có những cái ý kiến khác hay là có những cái góp ý hay hơn đó, thì vui lòng để lại nhận xét ở dưới để cái gì mình chia sẻ thêm thêm nữa. Đây, Black Friday 2018. Giống như là Best Buy. Những cái mà ý chính mình sẽ viết ý chính cho mọi người nắm được. Best Buy là những máy TV còn Walmart game ở TV luôn còn Macy's. Macy là quần áo, đồ dùng trong nhà, vân. Thì đây là ba cái điểm chính mà có nghĩ là nhiều người sẽ vô đây mua nhất và có lượng bán đồ sale nhiều nhất trong một Black Friday. Thứ nhất là Best Buy, là mình nếu là ai có nhu cầu mua những cái thứ như điện máy, TV này nọ thì Best Buy là lựa chọn hàng đầu. Cái đó là Walmart. Thì game hay là TV gì nọ à, cũng có thể những cái món đồ khác nữa. Nó dùng đồ giống như là trong nhà bếp hay là trong phòng này nọ thì Macy vẫn là lựa chọn số 1. Thì đó là những cái review của mình, những cái nhận xét của mình về mùa Black Friday năm nay. Thì nếu như là mọi người ai có ý kiến gì đóng góp thêm hoặc là có nhận xét gì góp ý thì mọi người vui lòng để lại nhận xét ở dưới cho mình nha. Mong mọi người luôn ủng hộ và đồng hành cùng với kênh channel của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một mùa Thanksgiving và Black Friday vui vẻ, trọn vẹn và nhiều điều hay, săn được nhiều món hàng tốt, giá hời. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người lần sau. Bye bye.